Chào các bạn đi Tử Vi, chào chú là Đức. Chào cô Rosie và chào tất cả các quý vị hâm mộ Tử Vi. Dạ, chào lại chú Đức. Thưa chú, cháu có một cái câu hỏi này là khi mình lên những cái website hoặc là mình vào Google mình tìm kiếm, mình search á, ví dụ như mình hỏi là khi nào là lễ Phật đản thì người ta đều trả lời giống nhau, là tất cả những trang web họ đều nói là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Nhưng mà khi cháu để ý ở trong nước á, thì họ lại tổ chức lễ Phật đản ở cái ngày 15 tháng 4 âm lịch. Thì cái lý do tại sao mình lại có hai cái ngày nó khác nhau như vậy thưa chú? Theo tôi được biết đó, thì ở Việt Nam đó, hồi năm 1963 trở về trước, thì họ thường lấy cái ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch là ngày lễ Phật đản, chứ không phải lấy ngày 15, ngày rằm tháng 4. Nhưng mà sau cái cuộc mà đảo chánh chế độ Đệ nhất Cộng Hòa đó, thì đến năm 1964 thì bên Phật giáo, tức là gồm có hồi đó là hai viện, Viện Hóa Đạo và Viện Tăng Thống đó. Viện Hóa Đạo là ông Thích Tâm Châu đó, là coi về Viện Hóa Đạo, coi ông Thích Tịnh Kiết đó là Tăng Thống, coi về Viện Tăng Thống, thì thống nhất với nhau là lấy cái ngày 10 rằm tháng 4 âm lịch làm ngày lễ Phật đản để cho nó bớt thì giờ cho những khách tổ chức, tại vì cái ngày mùng 8 ấy cái ngày 10 rằm nó gần nhau quá, thì họ thống nhất một ngày để cho nó bớt cái sự mà mất thì giờ của các Phật tử đi lễ Phật đản với cúng rằm nữa. Thì cái đó là theo tôi được biết như vậy, tại vì chính tôi là người ở trong cái thời đó thì tôi biết. Nhưng còn có gì thay đổi khác thì tôi không biết, đó là ý kiến của tôi. Mời cô Rosie. Dạ vâng, cảm ơn chú Đức. Thì sẵn đây cháu có cái lá số của ngài, tức là của Phật Thích Ca. Thì ở cái lá số của ngài, ngài có những cái đặc điểm gì hoặc là có những cái yếu tố gì trong cái lá số này mà ngài có thể thoát tục và thành công trong cái vấn đề tu hành thưa chú? Thì bây giờ thì nhìn vào cái lá số thì Đức Phật Thích Ca thì ngày tuổi Mậu Tuất hành mộc, mà cái cung mệnh thì có con sao Thiên Phủ hành thổ, và hành tuổi và hành mộc nó khắc cái chính tinh, mà trong cái đại vận, trong cái cung mệnh này có trên không, cho nên coi như là ngài không có coi cái vật chất đó, của cải vật chất không quan trọng. Bởi vì ngay cái gốc của nó là một hành mộc đã khắc con Thiên Phủ, tức là tiền bạc họ coi không cần, mà bây giờ lại xem con Thiên Công nữa nên coi không quan trọng, chỉ là của phù du thôi. Hơn nữa đó, ở trong cái tam hạp mệnh lại có cô thần, quả tú, thiên không tại cung hợi, cộng thiên hỷ, thì trong những cái bài nói chuyện về sao thiên không ở bốn cái gốc tứ sinh đó, thì luôn luôn là thiên không nó phải đi với hồng loan hoặc là thiên hỷ. Thì cái đó là cái nét cho những người mà khôn ngoan và muốn xuất thế tu hành, mà họ không màng gì về danh lợi quyền quý và tìm một hướng đi cho mình. Ở đây là tại vì thân mệnh đồng cung cho nên mình nghĩ sao mình làm vậy, mà cái hướng đi đó là mục đích chỉ là giúp đỡ cho tha nhân và cộng đồng hay xã hội mà thôi. Bây giờ mình nhìn vào cái cung quan lộc của ngài đó, thì có con sao Thiên Tướng hãm địa tại cung Mão. Thì thông thường đó, nếu không có đồng cung với Thiếu Dương Thiên Không đó, hay tam hợp gì đó, thì cái người mà có con Thiên Tướng cung Mão đó, thì có thể trở thành một ông thầy tướng số hay ông thầy cúng hoặc ông thầy pháp mà có tên tuổi. Nhưng cái lá số này Thiên Tướng ở đây của ngài á, ngoài cái Thiên Không ra còn có bộ tứ đức. Trong tam hợp đó có bộ tứ đức, Thiên Đức, Nguyệt Đức, Long Đức và Phúc Đức. Này thêm con hai cái con sao phò trợ nữa là con sao Thiên Quan Quý Nhân và Thiên Phúc Quý Nhân. Thì rõ ràng
nổi nổi tiếng, là một cái người mà đã muốn mở rộng cái ý tưởng của ngài ra để mà khai sinh cho một cái học thuyết mới mà ngài muốn mở mang. Và chính vì những cái mở mang đó mà ngài đã thành công với nhiều, là thu thập được nhiều đệ tử bên cạnh, gồm có đó là cái con pháp khoa tả hữu nó an tại công tài, tức là nói chung là trong tam hợp. Thì bây giờ cái cuộc hành trình của ngài đó, thì sau khi mà lớn lên năm 16 tuổi thì phải, thì ngài lập gia đình, thì sau suốt 13 năm chung sống thì cuộc đời vương giả, thì ngài đâu có biết gì cái nỗi thống khổ của dân chúng ở bên ngoài đâu, vì cái sống trong cung điện đâu mà. Thế rồi đến năm 29 tuổi, thế là một ngày đẹp trời nào đó, thái tử cùng mấy quan hầu mới đi du ngoạn bên ngoài hoàng cung để xem dân tình bề thế bên ngoài, để mà tiếp xúc với dân chúng. Nhưng mà khi ra ngoài thì ngài rất làm sửng sốt, thì chứng kiến được những cái nỗi mà vất vả khổ cực của kiếp sống con người, phải lo làm lụng tìm phương hướng kinh để mà mưu sinh sống còn. Rồi chúng sinh thì cũng vì sự sống mà đã giành giật giết hại lẫn nhau. Rồi một ngày khác, ngài hồi còn lúc còn thái tử là ngài còn chứng kiến những cảnh đau khổ như già yếu ốm đau chết chóc biệt ly. Như vậy thì ngài đã quan niệm rằng là vậy thì cái đời sống con người đó chỉ là, nó đâu có gì là sung sướng đâu. Và cái đúng cái thời gian 29 tuổi này đó, thì ngài rơi vào cái cung sử thuộc tam hợp hành kim, mà tam hợp của ngài đó thì lại là hành hỏa, thì là hỏa nó khắc được kim. Nó đến những cái năm đầu tiên ngài sống ở, sung sướng ở trong cung điện, thì 3 năm sau thì bắt đầu là hỏa, bắt đầu là nó khắc là kim. Nhưng mà cái bài nói trước, một bài nói chuyện về trước tôi có nói hỏa mà khắc kim được đó, thì nhưng mà cái hậu cuối cùng đó, thì kim hỏa sẽ bị dập tắt, cho nên nó bị xa lầy. Vì khi ra khỏi cung điện để thị sát, thì cái lúc đó là ngài biết được cảnh nghèo khó, rồi bắt đầu là ngài có suy nghĩ lại và giác ngộ ở cái năm 29 tuổi, nên ngài đã bỏ gia đình vợ con dấn thân vào khổ hạnh. Và sở dĩ ngài bỏ được là tại vì cái tam hợp mệnh của ngài có con cô thần quả thú, cho nên ngài đã dấn thân vào khổ hạnh và hòa đồng với chúng sinh, và đã ngài đã thành công và đắc đạo vào năm 35 tuổi. Và lúc này thì ngài đã đi vào cuối cung cung dần, là cái cung có thái tuế đó, thế là ngài đã đắc đạo và trở thành một vị thế tôn. Cái lúc này thì đại vận thuộc về thái tuế, thì ngài thành công. Bây giờ mình phải nhìn qua tất cả cái lá số của ngài đó, thành chánh quả mà có tuệ giác hơn người đó, vì thân mệnh ngài có đồng cung có cô thần ở vị, và ở vị thế thiếu dương cộng thiên hỷ ở cung hợi, cho nên rất sáng suốt, được gia hội đủ các bộ sao tả hữu qua đào việt tứ đức thiên quan tinh phúc, cho nên là ngài mới sáng suốt dứt bỏ được cái địa vị cao sang, vợ đẹp con khôn để tìm chân lý, thì một hoài bão là làm sao nhân loại được giải thoát trần ai cõi ải mà thôi. Khi sang đến thì suốt cuộc đời mà đi chu du khắp khắp nơi để mà truyền bá một cái chân lý của ngài với nhiều đệ tử, thì đến cái năm mà cuối ở cái tuổi của 80 đó, lúc này là ngài đã sang đến cung ách tại cung ngọ, thì gồm có thái dương. Thái dương đây là cái thế mã đầu đấy kiếm, và ngài lại là cung cung mộc, mà mệnh mộc mà đi vào cung ngọ là cung hỏa, là cái mà coi như là đã thấy một là cái địa lợi ngài đã không 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 được an toàn rồi. Rồi thêm cái kình dương mã đầu đấy kiếm thì mộc lại lại bị cái lưỡi lưỡi kiếm này, thì ra coi như là cái bản mạng ngài bị đe dọa. Vì vậy mà ngài đã viên tịch bằng qua cái hạn đó, và kính bà đã đỡ được nhân loại sùng kính cho đến ngày nay trên 2.500 năm. Đó là ý kiến của tôi. Dạ vâng, cảm ơn chú. À, cái bộ sao Bạch Hổ, Đường Phù thì họ hay bảo đây là cái cách hay dính vào những vấn đề pháp lý. Thì cái này mình giải thích như thế nào thưa chú? Thì cái cách này thì nó cũng đúng, nhưng mà nó chỉ trong trường hợp mà nó có dính dáng đến vấn đề hình sự, đến pháp luật, là do về vấn đề làm việc rồi bị đụng chạm, rồi bị
bị bởi mình quá làm việc hăng say nên mình bị mang tiếng, cho nên dù cách dù thế nào nữa đó mình có bị thiệt thòi thì mình vẫn được được cái tiếng tăm mình để lại, chứ không có phải làm phải tù hình sự hay tù tầm bậy tầm bạ đâu. Bởi vì đó bạch hổ đó nó ở trong cái vị trí tam hợp của Thái Tuế, nó có tính cách cương quyết và làm việc bất cứ giá nào để đạt tới mục đích, cho nên làm sao thì làm cũng phải xong việc. Còn đường phù đó nó như ví nó như là một cái ngôi nhà, một cái tinh đầu nó cứ lênh đênh ở trên mặt nước, không có chỗ nào để nương tựa hết, đến khi một ngày nó tan rã lúc nào không biết, là nó bị ảnh hưởng cái con lộc tồn. Vì lộc tồn nó chỉ đóng ở ở ở chính danh mà nó có quốc ấn, với lại đường phù phải dựa theo con sao lộc tồn để mà an, mà quốc ấn đó, ở trong tam hợp lộc tồn nó theo chiều thuận, còn đường phù thì theo chiều nghịch, và ngồi và nó an ở cái vị trí mà nghịch lý âm dương từ nơi xuất phát của nó. Bạch hổ đường phù đó nó chỉ đồng cung với nhau ở 6 tuổi bính đinh mậu kỷ nhâm quý, tức là vị trí của lộc tồn nó nghịch lý âm dương chứ không phải là thuận lý âm dương như là 4 tuổi giáp ất canh tân. Tại vì 4 tuổi giáp ất canh tân không bao giờ có bạch hổ đường phù nó gặp nhau, dầu rằng nó ở thái tuế hay tuế phá nó không bao giờ gặp được ở cái dạng tuế phá tam môn điêu khắc đó. Như vậy là bạch hổ đường phù có ý nghĩa với người thái tuế, chẳng may ở 6 tuổi mang hàng can là bính đinh mậu kỷ nhâm quý, không nên quá tự hào khi mình đã thấy rằng là mình có lộc tồn, đây là xứng đáng cái công lao của mình, nhưng cái đó chỉ là phù du thôi. Thời gian gặp mà lộc á, như lộc tồn ấy tôi nói, chẳng may gặp bạch hổ đường phù thì có thể xảy ra những cái chuyện mà nhà tan hay là mất nghiệp gần đất xa trời. Bởi vậy đó theo theo lý đó, cái bạch hổ quốc ấn với tướng quân đó, với là ba cái bộ có giấy tờ chứng minh hợp pháp cho người đủ tư cách làm chủ đứng đắn đầu dài bền chặt. Trái lại đường phù luôn ở trong cái thế tam hợp với song hao kình đà, là một cái thế mỏng manh bế tắc khó nuốt trôi, mà nhà ra nó cũng mắc nghẹn. Cho nên người mà thái tuế trong trường hợp bạch hổ đường phù trong tam hợp đáo hạn thái tuế, tức là tới cái hạn thái tuế đó, dù rằng có bị gì đi nữa đó, thì cái danh tiếng của mình vẫn được mấy người sau họ họ nhớ, dù là họ có mất mạng đi nữa thì vẫn tên tuổi họ vẫn có uy danh với xã hội. Đó là ý kiến của tôi. Mời cô Rosie. Dạ vâng, cảm ơn chú. Chú có nhớ cái câu chuyện mà vô chiêu thắng hữu chiêu, là cái câu chuyện mà hồi đó chú ở trong trại á, mà mấy người bạn ở chung với chú ở trong trại họ cũng hay chọc chú, họ trêu, họ gọi chú là coi tử vi theo cái kiểu mà vô chiêu. Bữa nay có cái cơ hội này chú kể lại câu chuyện đó đi chú. Cái chuyện mà vô chiêu hữu chiêu là chẳng qua là ngày xưa lúc đi cải tạo đó, thì cô biết mà, đi cải tạo đó, có bao nhiêu tài liệu rồi mà trước khi vô trại nào lục lọi hết tất cả, không có chứ không có một cái giấy tờ hoặc là bài bản hay là bài sách vở hay cái gì đó, có là họ xét họ dục đi hết hoặc họ tịch thâu. Cái đó là họ không muốn là mình bị mang những tài liệu chống phá kia vô đây, mà đâu không cần biết sách, đó là sách gì hết, biết là sách là đem xé bỏ, chỉ có sách sách học trò sách trống thì may ra họ còn giữ. Thì ở đó là tôi ở trong thì mình cũng thấy ăn không ngồi rồi, rất ngồi coi tử vi cho bạn bè chơi thế thôi. Thế rồi lúc mà lao động đó thì mình cũng bạn bè đâu cũng đi cuốc đất rồi, cái có rồi cái có người thì bảo có bảo là nghe nói ông là con cụ Tiên Lương đó coi tử vi hay lắm, ông coi được không? Nhưng mà chắc khó coi lắm tại vì ông đâu có sách vở đâu mà nhớ. Thì tôi mới nói là thì ông cứ nói đi rồi tôi thử coi được sao, mình cũng chẳng biết mình cái tài đến đâu, lúc bây giờ tài liệu không có gì hết, nhớ trong đầu có cái gì thì nhớ cái đó, may ra cơ hội này mình ôn bài sao. Thế rồi nó cho xong rồi, cái trong khi đã cho xong rồi tôi vẫn tiếp tục cuốc đất, thì chừng khoảng không tới 5 phút sau đó là tôi đoán luôn số của anh chàng này sao, mà
Ông nói, ủa ông nói ông coi gì? Coi gì là coi gì? Ông nhờ tôi coi số cho ông, tôi coi số ông đó giờ có đúng không? Thì đúng thì có đúng đó, nhưng mà tôi thấy ông đâu có tài liệu đâu mà ông nói đâu ra vậy? Nên là ông cất cái gì đấy, giờ tôi lục hai tay đứa hai thằng cầm hai cái cuốc, tôi có đi đâu khỏi ông đâu, mà lại mà tôi đoán cho ông cái rồi cái nó mới nói với mấy đứa người bạn khác cũng xung quanh, cái là bu lại đứa này hết đứa này thay, đổi chỗ đứa khác để cuốc bên cạnh tôi để tôi coi đó. Thì nhờ dịp này tôi làm việc tôi để nhân là tôi nhớ nhớ cái từ trước thì mình tưởng không nhớ, chứ cuộc mình nhớ lúc nào mình không biết. Thế rồi cái tụi nó nói là hay ông coi cái kiểu vô chiêu được hay, tôi hỏi vô chiêu là sao, tức là ông không cần sách vở đó, là vừa nói xong không đến 5 phút ở cái đầu ông đã có là số tôi, tức là coi không có sách vở gì hết, cứ sao đói. Thì tôi bảo nhưng mà có đúng không, thì đúng rồi đó, nhưng mà tôi thắc mắc tại sao ông nhớ dai thế này, cuốc đất với nhau mà tôi đây mấy tháng trời mà lao động có thấy ông có sách vở gì đâu mà sao ông nhớ. Và sách vở sao được, sách vở trong đầu chứ đâu ngoài đâu mà tìm được, rồi có sao nói vậy ra. Tôi nói trước rồi tôi có gì sao tôi nói không có chặt đáng chịu đó. Nhưng mà cũng trời trời xuống đất khiến sao nó hên, nó lại không chặt, từ đó giờ nó đồn rùm ra cả trại, mà rốt cuộc ở trên bộ chỉ huy trại cứ nhìn tôi đi lao động rồi họ vô họ đục đổ tôi, họ tìm cho bằng được tài liệu, nhưng mà có tìm được cái gì đâu. Thì ra cứ mỗi lần tôi đi về thấy rồi cái túi mà đựng có quần áo với ba cái lẩm cẩm lúc đi cải tạo có cái bọc đồ đó, túi đó, về cứ bới tung đâu không biết làm sao. Thì sau có đứa nó bảo rồi không biết bà làm cái gì mà cứ mày đi lao động là có ở trên có người xuống rồi cứ lục đồ về ra rồi lại đi ra. Thế là tôi biết là họ muốn cái gì rồi, nhưng mà tôi cười tôi mới hỏi mày có thấy ông cầm gì không, không thấy, ông đổ lục xong đi ra không nói gì đó, mà tìm không thấy. Thành ra tại vì có người báo cáo làm sao đó, nhưng mà không làm gì được tôi nữa. Thành ra con đàn ông xuống ông ngồi ông nói chuyện về tướng số, tôi làm cho tôi không biết gì đó, tôi có tỉnh bơ tôi không bàn tới. Thành ra tôi với ông chán chả có để ý, từ đó đến giờ mình đi đến chạy nào là mình cứ nổi tiếng cứ lối coi vô chiều, tự nhiên là mình học được nhiều cái hay, những cái mới lạ mà bạn mà mình nhiễm được cái lá số của những người bạn bè đó mà mình mới ra được những cái kinh nghiệm chứ. Chứ còn cứ hỏi một cái đọc sách không, nhiều khi nó cũng đúng nhưng mà nó đúng ở một phần nào thôi, thì cái đó là vô chiêu hữu chiêu đó. Dạ vâng, cảm ơn chú. Ý có nghĩa rằng là khi mà mình vận dụng cái cách gọi là vô chiêu giống như của chú Đức á, có nghĩa là bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu mình không có sách vở thì trong đầu của mình có những cái kiến thức gì thì mình cứ vận dụng những cái kiến thức đó để mình luận giải cái lá số tử vi theo cái ý của mình, hiểu mà mình áp dụng. Vậy thì hữu chiêu nghĩa là sao chú? Hữu chiêu có nghĩa là mình phải mở sách ra coi hay sao? Đôi khi quên cái gì thì mở sách ra coi lại, nhưng mà tôi cũng giải thích cho cô đó là vô chiêu hữu chiêu là hai cái từ xuất phát ở trong cái bộ tiếng là Dương Hồ Giang Hồ của tác giả Kim Dung đó. Ở trong cái bộ đó đó là cái ông mà đệ tử của nhà Quách Quần đó là Lệnh Hồ Xung đó. Đó thì ra chẳng may là có một lần ông gặp được cái một cao nhân cũ của phái Hoa Sơn đó, mà ở trên cái hang động ở trên cái đỉnh Hoa Sơn đó, thì ông mới có một sự mà mất lòng với ông nhà Bất Quần sao đó, thì ra ông ẩn tu trong đó, thì ông chạy cho nhà Bất Quần dạy cho Lệnh Hồ Xung cái thế đánh, cái là cái thế vô chiêu, tức là không cần biết chiêu thức gì hết đó, mình cứ đánh làm sao đó, mà đối phương nó biết mình làm cái gì đó, thì là mình thắng. Thế là ông thấy rồi, từ đó đến giờ là bất cứ môn phái nào cũng phải có một cái chiêu thức tương đối với Lệnh Hồ Xung, đánh không có chiêu thức. Thành ra là nhiều người ngạc nhiên đến khi mà có một lần thì sư phụ nhà Bất Quần mới mời cái kêu học trò ra để mà ông luyện kiếm đó. Thì trong một lần ông thử kiếm với mời Lệnh Hồ Xung đó, thì Lệnh Hồ Xung thì cũng không dám xô cái vô chiêu ra, thì ông đánh những cái bình thường thôi, đúng cái lúc bí quá ông xô một cái đường lối và vô chiêu làm cho nhà Bất Quần choáng váng. Thế là ông giận tái mặt, ông bảo cái nào ai dạy, mà không đâu ai dạy đâu đỡ đại. Thế là ông bắt đầu ông ghét Lệnh Hồ Xung đó, thì cái đó là vô chiêu, mà nhờ cái thế đó mà sau này Lệnh Hồ Xung là đánh đâu không bao giờ biết bại là gì. Còn vậy với giang hồ mới đặt tên cho Lệnh Hồ Xung là độc cô cầu bại đó, vì cái lối mà dùng cái kiếm pháp vô chiêu mà không ai biết ông đánh cái kiểu gì hết, đó là vô chiêu hữu chiêu là vậy đó.
Mời cô Rosie. Dạ vâng, cảm ơn chú Đức. Có một bạn hỏi về cái cách binh hình tướng ấn ở trong tử vi là nó như thế nào? Dạ cháu mời chú. Cái bộ binh hình tướng ấn đó là nó là bộ tứ, nó đi ở trong tam hợp hoặc xung chiếu. Thì đây là cái bộ nó chỉ về những cái chức mà quan chức làm việc trong có trong những cái cơ quan đầu não để mà hoạch định cái đường lối của cơ quan mình phục vụ. Nếu ở trong quân đội đó thì là mình ở trong cái ban tham mưu để mình hoạch định cái đường lối chính sách của quân đội như thế nào đối với để mà cho nó rõ ràng để mà có cái chiến lược. Còn đối với các công sở chính phủ thì mình để phục vụ chính phủ và mình phục vụ ở cái cơ quan như là văn phòng, nhưng mà văn phòng cấp cao, tức là cửa hàng cấp cao, tức là mình ngồi mình có trong cái bộ mình hoạch định cái đường lối của cái cơ quan nó sẽ làm việc như thế nào, thì nó cũng là một hình thức ban tham mưu đó. Đó là như vậy. Còn nếu mà mình muốn làm ở hãng cái tư tư nhân, ví dụ như cái công ty đó, thì mình phục vụ ở trong cái bộ đầu não của công ty, là mình hoạch định cái đường lối làm sao, ví dụ đo về mặt marketing như thế nào, rồi đối ngoại sao, đối với khách hàng thế nào, mình phải có một chiến lược để mà mình đối phó khi mà có chuyện gì xảy ra khi cần. Thì thật nói chung là cái bộ mà binh hình tướng ấn là bộ văn phòng, mà ở văn phòng cấp cao ở trong cái cơ quan đầu não của cơ quan đó, nói tóm lại là như vậy. Mời cô Rosie. Vậy thì cái bộ binh hình tướng ấn nằm ở cung mệnh hay là nằm ở cung quan nó đều có ý nghĩa giống nhau đúng không chú? Giống nhau hết, trong tam hợp của nó. Vì nó có khi nào nó ở một chỗ đâu, nó phải nó ở trong tam hợp hoặc xung chiếu mà. Mời cô Rosie. Dạ vâng, cảm ơn chú Đức rất nhiều. À, nhớ lại cái phần mà cái câu hỏi về Bạch Hổ Đường Phù của các bạn thì mình nhớ là cách đây không lâu lắm đâu chú. Mình có cái bài thắng trong xa lầy đó các bạn, thì cái lá số thắng trong xa lầy cái người đó cũng có cái cách gọi là Bạch Hổ Đường Phù, thì các bạn nào mà chưa nghe thì các bạn nên nghe lại cái bài đó cùng với cái phần mà giải thích của chú Đức của ngày hôm nay, thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái cách Bạch Hổ Đường Phù là nó như thế nào. Thì một hồi nữa mình sẽ để cái link của cái bài đó dưới cái bài này luôn cho các bạn dễ tìm. Dạ rồi, cảm ơn chú và hẹn gặp lại các bạn vào những cái bài sắp tới. Chào cô Rosie và tất cả các quý vị hâm mộ tử vi.